hai người hát với nhau. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để đón chào nam ca sĩ Đào Nguyên. Đào Nguyên xin gửi lời chào thương yêu nhất đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Hãy nhìn luôn. Wow. Hôm nay Đào Nguyên rất là hạnh phúc khi được tổ chức một cái đêm để khao khát cùng tất cả những người yêu thương của mình tại OC. Đào Nguyên xin chúc cho tất cả mọi người được có một cái đêm khao khát thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Và chúc cho quý vị một đêm hoành tráng, và đó là tí nữa mình ra mình quậy cho tới đất luôn nha quý vị. Chương trình của mình hôm nay là coi như là lớn nhất luôn. Con không thấy là bao giờ mà có một cái chương trình mà đặc biệt mà lớn như ở OC của mình trong ngày như kia. Là một tràng pháo tay cho Đào Nguyên cũng như ekip của Đào Nguyên quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lên rất là nhiều. Mặc dù mới làm lần thứ hai thôi, có những sơ sót mong quý vị cần bỏ qua cho. Quý vị có thấy Mai Thiên Vân giọng ca hay không quý vị? Xin cho Mai Thiên Vân một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây thì không biết là mình xong ca bài gì đây? Đang nghiên chọn rồi đó. Giới thiệu đi. Sau đây là một bài hát mà Đăng Nguyên và Mai Thiên Vân xin gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Bài hát được mang tên đề Sầu Tím, Tiền Hồng, Sĩ Nguyệt Tình Chất Sở. Thank you.
Chơi luôn đi hả? Rồi. Mo luôn nha quý vị.